Rồi ok, hello, xin chào tất cả mấy bạn nha. Ngày hôm nay để đã quay trở lại coi đây. Chúc các bạn qua một video mới ngày hôm nay. Lâu quá rồi, để lâu rồi bây giờ để mới quay trở lại cho quay cho bạn xem. Ngày hôm nay là cái bé rồng Nam Mỹ của đời đã đem đi trả lại cho cái người chủ cũ mà đã nuôi nó rồi. Nhưng mà để không có còn con rồng Nam Mỹ nữa mà để cho nào rồi. Còn đã quên bé rồng Nam Mỹ của đời rồi các bạn. Đây, để có thùng xốp nữa các bạn. Các bạn, mấy bạn cô xem video các bạn còn nhớ cái thùng xốp không? Cái thùng xốp này hồi là trước để setup rồi để nuôi cái con cá lóc vây xanh đó mày. Con cá lóc vây xanh mới về chứ không để cũng không hiểu làm sao mà cái con cá lóc vây xanh nó bị con mèo nó ăn luôn anh. Để cái nắp mà để cắt cái tấm lưới nha mày. Trời, để cái tấm lưới kia. Rồi, trên đây chính là cái tấm lưới nha mày. Tấm lưới này là tấm lưới bự kia, chứ không phải là cái tấm lưới nhỏ này nha. Các bạn đi xem video các bạn đừng có tưởng cái tấm lưới nhỏ nha. Cái tấm này không phải tấm lưới nha. Đó không phải cái tấm lưới nhỏ này là dán trong đây được đâu. Mà là cái tấm lưới bự các bạn, cái tấm lưới bự để dán vô cái nắp này. Làm cái lưới thôi để mình dán cái nắp này để lại cho lại nhìn ngắm cái con cá lóc vây xanh của lại này. Nhưng mà không hiểu sao mà tối bên kia để vô giường để ngủ, tiền cái con mèo ở đâu ra nó vô nhà của lại xong rồi nó mở cái tấm lưới lên rồi xong nó bắt con cá lóc vây xanh lại cho ăn các bạn. Tấm lưới này cũng không phải là để chị dây mai rồi nha, tấm lưới này để dán keo rồi. Dán keo lại bạn, nhưng mà có điều để dán nó không có kỹ bạn, nên con mèo nhảy vô xong mình đi nó không có mở cái nắp này được nha bạn. Nhưng mà có điều là nó mở cái tấm lưới là nó mở lên nhẹp xong rồi nó thò cái đây nó bắt cá vây xanh rồi nó ăn luôn các bạn. Để sáng nó chạy để quá tức tối luôn các bạn anh. Tức quá tức luôn, tức mà còn đắng lòng, để tức mà còn đen còn đắng lòng nữa nha các bạn. Đây cái con mèo nó ra ăn con luôn cá vây xanh rồi đại quan anh. Để cắt lưới để làm gì để ngắm gốc vây xanh nó lại mà nhưng mà đều dán keo mà để dán nó không được kỹ mà nên là con mèo nó nhảy vô xong rồi nó dở cái lưới lên nhà nó bắt gốc vây xanh rồi nó ăn để sáng thôi chạy để không thấy gốc vây xanh đâu hết trơn mà để tức quá tức tối luôn nha mọi người. Đây cái thùng xốp mình nuôi gốc vây xanh là lần trước nha. Okay. Cười và hơn mấy cái chuyện gốc vây xanh bị mèo ăn rồi mình cứ bỏ qua. Cây để xin review cũ lại cái hồ cái bé màu cũ là như này. Còn bé màu cũ bây giờ để không còn nguyên con full gold nó là ngành biến cái bé màu full gold của đời bây giờ nó đã ngụm mấy chân như cái ngành để thả đại mấy cái bé màu tạp vô trong đây nuôi luôn nha. Ở đây trong đây để có thả hai con cá mái beta này, đây còn một con beta super gold nè. Đây ngăn cá beta xịn nhất của đời thì chỉ là con beta supergon nha. Supergon với thêm đó chính là một em beta rồng đỏ nha. Còn ba bé cái beta kia là mái kia để đem dưỡng cho nó căng trứng rồi ép cá trống nha mọi người. Cái để vô nhà để review cho bạn xem luôn. Các bạn xem mình để review chút xíu rồi. Chút xíu các bạn ơi, chứ cái điện thoại cái camera bây giờ nó hết dung lượng rồi. Tên đây cái chỗ mà để ép mấy con beta nữa mà không phải chỗ này để ba con cá beta mái hy sinh của đại vô để đại dưỡng cho nó căng trứng là ép với bằng cá trống này nha bạn ạ. Ok để sẽ review lại mấy con cá cũ cho bạn xem luôn. Đây là một con beta black blue, con cá này để mua của cái xe mà chú kia bán cái dạo à. Beta black blue này để mua của chú bán cái dạo à. Con cá này cá xịn nha, không phải cá cùi nha bạn. Con này một con beta black blue nha, cá xịn luôn. Ở đây là một con cá phướng, một con cá mái máy phướng nè, con cá phướng mái. Phướng mái mà để dưỡng cho nó căng trứng nha mọi người. Con có bụng đều nó không có kèn những trống nha các bạn. Nên tôi để thấy cái bụng xẹp lép luôn các bạn. Bây giờ ba con mái phướng của lại bây giờ nó cũng đã bự bằng con mấy con beta trống của lại các bạn, nó cũng đã bự bằng beta trống nên đi để ép được rồi, dưỡng căng trứng để ép được rồi nha mọi người. Ok còn cái con này cái bụng nó xịt lép rồi. Còn còn cái kia còn hai máy kia, đây con máy này máy phướng nè, cũng là máy phướng luôn nha. Đều con cá máy này cái bụng nó cũng đã chuẩn bị căng trứng rồi nha. Cái bụng con cá này dày thì cũng không dám chắc để ép được đâu bạn, nhưng mà mình cứ chỉ chờ từ từ thôi. Đây một con cá trống cũ nhất của đời, đó chính là một con cá chấm phướng hồi trước thì mua rồi. Nhưng cái này cũ lâu ngày mà đây một con cá máy phướng này cũng là máy phướng hy sinh luôn, hy sinh cũ lâu ngày luôn nha bạn ạ.
Con cá này thì bây giờ dưỡng nó cũng đang chuẩn bị căng trứng rồi nha, cái bụng chuẩn bị có trứng nhưng mà lại mong mà nó sẽ có trứng nha. Mong có trứng này có lúc hên xui thôi, lúc hên xui thôi nha mấy bạn, chứ không phải lúc nào mình hên nó cũng căng trứng đâu. Đây là một con cá mấy phướng này, bụng cũng đã chuẩn bị căng trứng rồi. Đây là một con cá chấm cũ nhất con đời, chính là con cá chấm Koi Nemo Galaxy nha. Con này con beta chấm Koi Nemo Galaxy. Con cá này như heo đã thấy là như là Nemo thường phải. Để cũng không biết nữa. Không tập đại mình cứ đọc cho mọi người chứ để không có dành về cái beta gì lắm rồi. Nói chung là đợi thì chỉ thích cá bí màu hơn thôi, chứ tuy cá beta để cũng thích thật, nhưng có cái điều để dễ thích cá bí màu nha. Thích cá bí màu nhưng mà nói chung là đợi thì thích cá bí màu hơn các bạn, chứ để cũng thích beta nha, nhưng mà có điều đã không có cần về cá beta lắm. Nói chung là đợi chỉ biết rồi về mấy cái tên bí màu thôi, cái bí màu để biết tên hết, còn beta để không có biết tên nha. Beta để cũng không có gần về beta nhiều lắm. Cái giờ chặn lại mọi người chưa kè cho nó kè xong mình tao kênh YouTube để nhìn thấy rồi xong mình đánh sập luôn cái kênh lại quá. Đây con cá chấm cũ nhất là để cho con beta coi Nemo đúng không phải là Nemo Galaxy nha. Cái con cá này con cá cũ lâu ngày nhất của đời các bạn. Còn nói chung là cũng không có gần về beta lắm các bạn, đợi chỉ biết về mấy cái tên cá bí màu thôi. Còn mấy cái bí màu để biết tên hết, còn beta thì để không biết nha. Beta thì để không có gần về beta lắm, để gì chỉ biết về cá bí màu thôi chứ không biết về beta. Các mấy bạn xem video các bạn thông cảm vậy xíu nữa, tại vì cái bàn này để dây nó hơi tối xíu nên quay mình phải bật đèn nữa, nhưng mà bật đèn nó cứ thế nào nó cũng không ăn thua chứ, này nên để mong mấy bạn thông cảm nha. Ok, tắt cái đèn rồi, để sẽ quay để xin giới thiệu bạn này chứ. Ôi da, trời xém xíu bởi cái đèn rồi hay giúp đây chỉnh thôi chứ. Tên tèn, đây chính là con be, chính là một cái món cái lồng đèn trùng thu hình con cá chép. Đây chính là một con cá chép câu với bạn ạ. Cái lồng đèn trùng thu này chỉ là lồng đèn trùng thu miễn phí, lồng đèn trùng thu bình thường thôi, nhưng mà bình dân thôi chứ không có gì xịn sò hết. Đây là một cái lồng đèn trùng thu hình con cá chép câu nha. Con cá chép này có thể chạy ở dưới đất được, nhưng mà mình có thể dắt đi dạo y chang như là dắt chó đi dạo luôn. Đó, con cá này nó chạy chen như bơi ở dưới nó nhiều này, đó mình có thể dắt nó lùi lại được, dắt nó cầm này thì sẽ lùi lại được. Ok, cầm này dắt y chang như dắt chó đi dạo mà nhìn rất là giống nhìn. Rồi đây là cái nó này. Ok, cái con cá gì dưới cái bụng cá chép coi thì nó có ba cái bánh xe nha mày. Ok, cái con cá này để lên đây theo để xíu review lại hai con cá cũ của đời nha. Tèn đây là hai con cá cũ nhất của đời nha bạn. Đây chính là một cái con cá beta coi Nemo, của con Nemo bình thường. Con này là cái con beta hết moon nha. Con này cá phướng luôn, phướng mà háp rồng đỏ hết moon này, chỉ là con cá này nó bị háp nữa bạn, bị háp hay sao. Mà chưa kể trên cái bàn này đã vẫn có con beta get fancy nữa bạn, nhưng mà có một điều cái con cá beta get fancy của đời thì nó bị nấm mà, nó bị nấm xong rồi nó ngẫm mà, nên chỉ còn lại vài con beta thì thôi các bạn, chứ con get fancy của đời thì nó bị nấm rồi, nó cũng ngẫm rồi. Còn mà dưới hai con ly đồng thì nó đã già và đã ngẫm, nó cũng ngẫm luôn bạn, nó già quá nó ngẫm rồi. Cây hai con cá cũ của đời. Cây ôi trời, chặn lại mọi người chứ kè dày vậy coi chừng nó đánh sập kênh. Mấy cái kênh YouTuber đánh sập kênh rồi luôn, đánh sập kênh rồi luôn. Đây chính là cái con cái chóng phướng bị háp nè. Đây là cái con cá beta coi, đúng là con Nemo luôn, nhưng mà cái này con cá này nó còn tơ nha, cái này cá tơ, cái này nó còn tơ nha mọi người. Anh nhìn những ngoại hình thì nó rất là nhỏ nha mọi người. Ok, cái kênh review của đại đến ngày hôm nay để hết, hẹn gặp lại các bạn video sau, bye bye.